Rồi bây giờ ví dụ hình này thì tương tự như vậy, L là line nè, ngang bằng 47, xén qua đây móc trừ 47 trừ cho 27 còn 20 phẩy, cao bằng 20, rồi qua bên đây là bằng 20, xuống đây kích chuột nó là ra thôi ha. Rồi hình bên đây, ở bên đây thì line line như vậy là đưa đây ngang qua bằng 40 40 rồi cao lên là bằng 20, xé qua đây a móc x là trừ trừ 20 phẩy y là bằng 15, và xuống đây a móc x là trừ 20 y bằng trừ 15. Giả sử quá trong trong này chúng ta vẽ tới đây, lỡ may chúng ta vẽ sai tới đây rồi đúng không, lỡ sai kịch này vẽ sai thì chúng ta đừng đừng có thoát ra bỏ uổng, chúng ta nhấn chữ u enter là nó undo lại cái bước sai vừa rồi, rồi mình vẽ tiếp nha, không cần phải vẽ lại từ đầu đâu. Trừ 20 phẩy trừ 15 đó, rồi kết chuột kết thúc. À, thêm hai hình nữa ha, rồi hình kế tiếp nè, like từ đây ngang là bằng 27 27 rồi xém ở đây móc x là bằng 13 13 phẩy 13 rồi lên là bằng 27 27 qua đây bằng 60 60 xuống đây là bằng 20 20 qua đây là bằng 20 rồi xuống đây kết bị kết thúc đó, như vậy là ra. Rồi hình bên đây nữa thì vẽ thêm bốn hình kế tiếp nè, like 120 cho 20 ha, sau đó lên là bằng 50 lên 50 rồi ở ra bên ngoài là bằng 10 rồi xé vô a móc x là bằng trừ 20 y là bằng 40 ha, thì chạy vô trong này là 100 100 rồi xé xuống a móc x là bằng trừ 20 y là bằng 40 trừ 40 ha, rồi đi bên trong là 10 và kết thúc tại đây đó. Nếu ta vẽ xong mình bị dính á, thì chúng ta chọn cái hình bị dính á, chúng ta lôi ra ngoài thôi, dùng chuột kéo ra ngoài thôi là nó ra ngoài. Rồi vẽ tiếp cho thầy bốn hình kế tiếp, thầy lưu phim lại bốn hình này để chúng ta